bợ đít bà không bóp đít chưa? Nắm đầu nước của em. Rồi bây giờ nắm đầu này đem xuống. Con nữa ôm xuống coi. Khoan khoan chưa sửa chứ con lại đây coi. Nã lại cho nó bằng. Rồi. Ok. Khoan. Ôi. Cái đó rồi chừng này chừng xong ở trên nó cũ lắm. Thở cái cây cho nó ngay ra thôi nó xéo ra. Coi cho nó có cái hình chút thôi. Cái này quên. Nghe vô Trang coi, nghe chưa, em lấy điện thoại em canh đây. Trời ơi trời. Rồi quá đẹp rồi. Đẹp như trăng rằm luôn, sắp tới trung thu rồi. Trời ơi, quay nguyên cái chảo qua ổng luôn. Trang nữa làm danh sách kìa Trang. Rồi, cảm ơn một cái. Lâu, bằng ốc. Tôi là không có cho tôi chồng đó. Đổ thêm phân hả chị? Wow, cái này dễ gỡ nha các bạn ơi, người ta uống lại rồi, bây giờ mình gỡ ra trồng xuống. Cái này là cái lớp sữa kiển người ta uống, giờ mình gỡ ra. Ê Toàn ơi, mã hồng tẩu lấy cây dao gọt giấy á. Tẩu của tao á, đang cắt ba băng keo đen nè. Cầm xuống rồi hả? Không, không, không. Gỡ một cây ha, là 15 phút luôn.
coi thích chưa cha. Nhiều đó vậy đó, rồi lấy vậy để cát lên nặng cho phân nó đừng trôi. Ừ. Yes, xong. Tới lóc bằng kia. À lóc qua đây. Này nó ngẩng cái đầu lên, người làm sao? Trời ơi, nó đâu mà bà chồng nó mà chín cao vậy? Giỏi đây rồi. Chỉ là được rồi. Ok, con gà đen. Vậy là được rồi. Cái nhà lá vườn mà. Vậy là ok rồi. Ok con gà đen. Này chừng mà mấy chừng mấy năm nữa mới có bán trời. Mấy năm nữa mới có bán. Chừng nào về chị Ngọc về hưu cũng chưa có bán. Đó. Ép xuống cho nó đứng lên. Điểm nó mới đứng thôi. Quay lại đưa bay coi. Nó ém rồi. Đó, nó đứng đứng thôi, nó ngã bên đây nè. Vậy đó. Ủa cây đó cây gì anh Tàu? Cây tàu. Cây tàu là cái gì? Hả? Tàu lao. Nó có tên đàng hoàng chứ. Cái gì anh? Anh đâu biết. Nó cái tàu mà. Chị Sơn, cái này cái gì chị Sơn? Tàu hả? Ủa kỹ ta. Ủa đó quay phim quẳng. Ủa cái gốc này trồng lâu chưa ta? Nay nó bơi lớn rồi. Gốc này nè anh Tàu. 50 rồi. 50 năm rồi hả? Ừ. Trời đất ơi. Cái trường này mới chừng mười mấy 20 năm nữa này 50 năm rồi. Bên kia nó kìa, ăn dẻ bên kia nó kìa. Cho dẻ chứ. Lâu chứ còn không? Cắt đi, lỡ cắt đi đó, làm thử, làm thiết kìa. Coi lâu không mau. Ê, có cáo hình chỉnh vào đó nha, để cho tiếp khớp á. Chú mình vào bà Ngọc ơi, còn hay nữa. Ủa, chưa đổ chú hả? Ở đổ, đổ lớp dưới nè. Đổ lớp dưới nữa. Trời ơi, chị ơi, chưa lột dây cho mình đổ dưới vậy. Tức quá trời tức. Kêu không phụ trách lại mở. Rồi dây chị. Dây chị. Không ơi, cái cây này mà có mặn quá. Không có để nữa.
Không có, trong lúc người ta làm người ta có kìm, kìm nén, kìm nén mà bạn. Đây một bình dịch quá kiểu này. Sao chịu nói sao? Chịu nói không anh Đọc? Như cỡ nào chịu không nổi nha. Thằng nào đi quá là tôi quấn kiểu này nè. Anh Tổ cũng đi cà sáp, cà sáp, cà sáp, cà sáp, cà sáp, cái gì vậy? Cái dây này ba lớp kìa mà nó đem vô cái cây cho mình trời. Rồi giờ mình mới ra mà. Cái mã nó cứng. Ủa ai kéo được đâu anh Đọc? Không có lấy ra cái gì rồi. Cái gì? Hả? Chị. Cục cái tay bây giờ. Bóp nó không cứng chừng lấy về làm được. Bóp khác vô. Cái chút xíu mà nó quắn 4 5 cộng dây. Cái gì? Cây có công không mà uống đỡ hẳn. Trời ơi là nóng bắt ghế rồi ca nước luôn kìa. Trời ơi trời nè. Ê, quắn lên gì nè. Ông không không? Cây bị lớn quắn bị lớn nhiêu nè. Gãy cái cây của người ta luôn rồi. Cũ nha. Nè, cái giống cũ nó đẹp nè. Cái giống cũ nè. Còn đây nữa hả? Trời ơi trời ơi. Người ta nói là vậy con, cái gì vậy vậy vợ, cái gì vậy con, từ thở dễ với nó. Con thử một thơ, vậy vậy thử một thơ mới về. Nè nó uống vậy là phải rồi. Uống thì lúc nhỏ lại uống. Rồi bà Trang này còn còn hay nữa. Nói vậy chị lượt người ta nắm đậu rồi không ai. Hôm mai sao chịu nổi? Không. Chữ
Chữ tích ông đánh hả? Em mà bữa nào mà ê Trang, bữa nào mà cái vườn nhà em có ổ ong đó nè, em mướn lại bắt ổ ong cho. Cái gì vậy? Trời, lại là vô địch bắt ong đó. Hả? Lại là vô địch bắt ong đó em biết. Trời ơi, nó đánh thấy mồ. Trời. Ông gạch vậy còn viên nhỏ. Vậy em gạch cho mở ra. Ôi gỡ cái này coi nè. Anh bắt con dép anh ngồi đại đi anh Tường ơi, chứ khổ sở anh Tường. Đó. Ngồi xuống đi anh, lót dép ngồi đi. Quay cái chảo. Quay cái chảo ông đưa nghe mặt không chụp. Móc vừa ra một đồng nhớ. Trời, nhắc bệnh đó có bệnh. Ở cái bà này. Anh mới, chị mới về nhắc anh với anh tới liền. Hay thiệt chứ. Ở đây giờ này chắc anh Bình đi kiếm gì ăn rồi. Nó ngồi ở đó bụng mà nó ăn rồi. Nãy chị đòi uống không gì thì uống đi.
1 phút 30 giây. Dựng lên chính mình anh Đồng ơi. Dựng lên chính mình. Ủa cái kéo anh lấy rồi. Rồi làm cho xong luôn chứ mai mốt làm gì nữa tài. Dạ đúng rồi anh ơi, uống từ thở còn non rồi phải rồi. Tại nhầm tì ông hay gì á, sao có ông đâu có quắn đâu. Mì giờ này hết bán rồi. Anh không ập xuống luôn đi anh Toàn. Mở lâu chứ chồng mau lắm. Rồi không có chương trình gì anh Bình không đi rồi kìa anh, là anh Tòng. Không có chương trình gì anh Bình đi rồi kìa. Hờ, không quấn cái mối gì ở đây nè. Quấn chắc thiệt chứ. Hờ, nó còn ship ra đây nữa. Phút 30 giây anh Toàn ơi. Vượt lên chính mình. Uống mấy cái kiểu này nó có tên không ta? Tên như là Phượng Hoàng tung cánh hay là Rồng bay phượng múa vậy anh Toàn? Uống mấy cái kiểu này có tên không ta?
phượng hoàng tung cánh, rồi cái gồng bay phượng múa gì đó. Ủa anh, ví dụ như vô bài thi, người ta kiểm tra thi, người ta nói em hãy uống cho tôi cái kiểu gì, không có cái tên sao mà biết chưa? Nào, uống cái kiểu gì á, không có tên sao làm bài thi? Ví dụ như đó là bây giờ uống cho tôi cái bà uống cái gì gà trống đạp mái gì đó. Cái này hả? Mua cái ly giờ này hết bán rồi. Quay cái chảo hoài trời. Rồi, ủa tới giờ ăn cơm mà tự nhiên muốn mày chơi anh. Tới giờ ăn cơm mà muốn mày chơi. Rồi gọi vô em nấu ngự có mày em bưng ra. Ok, xong một cây. Ủa mấy ông này, mấy ông uống cái kiểu này là kiểu gì anh Toàn? Anh Lợi, anh Lạnh. Kiểu thác đổ em. Vậy hả? Ví dụ vô kiểm tra rồi nói em hãy uống cho tôi cái kiểu mà không có tên sao biết được. Như là có năm thế phượng hoàng tung cánh, gồng bay phượng múa, gà trống đạp mái gì đó. Cái kiểu đó. Có gà trống đạp mái này hả? Có luôn. Mùi mày em. Vô anh mày hả chị? 12 ảo hả anh? Sáng em cũng ăn ảo rồi. Ăn thôi chưa em ăn, chưa em ăn cơm luôn hả? 12 ảo đi, ai ăn thêm gì em. Chốt rồi mình đi mua thêm cái hả? Ăn kia sao? Ăn kém không luôn. Vô anh mày, anh Phong ơi. Viên anh mày đi, viên. Anh mày đi chị. Bọc không có ớt em treo xe anh Lạnh á. Chị ăn cười cho quý tử chị đi. Khỏi chị ăn cơm luôn. Ăn đi, em không có ăn, em ăn mới ăn nãy rồi. Ủa sao ngồi nghe chăng luôn rồi hả? Thu và vô luôn. Thu và vô luôn. Quấn là một chuyện mà gỡ ra là một chuyện. Người ta quấn từ cái đích lên đầu, mình gỡ từ cái đầu xuống cái đích. Quấn là nghệ thuật mà gỡ là kỹ thuật. Gỡ trên gỡ xuống chứ nó bắt đâm dưới rồi sao gỡ dưới ra được. Nó quấn rồi nè, nó lấy gì chị nó ngoài nó xiết rồi nữa. Ngoài mấy cái mối. Cốt vô. Để chị ơi, còn nhóc trơn kìa, chị chửi cho thằng Bảo gì còn nhóc kìa. Trời ơi. Còn nè, thằng chó thằng Bảo về còn lấy cái nó nè. Chuyện kiệm người đó. Còn nghe vậy, mấy đứa nhỏ nó học biết muộn hơn mình. 11:30, 11:45 mới ra. 11:30 chiều ra 12:45 học rồi. Học toàn ngay cái giờ. Chị không cho nó ra. Chị không cho nó hứng nắng rồi thì nó.
con cười chứ không cho nó hứng gì trơn à. Không cho hứng gì trơn quá vậy nó héo. Không cho hứng. Nhưng cái cho hứng kìa. Hứng luôn rồi. Rồi hết. Hết bị lại đặng lấy, đặng còn nhóc. Rồi gửi nữa hả? Vậy chứ ăn no rồi giờ muốn làm sao? Đủ thôi chứ gửi nữa hả? Thôi rồi chứ, kìm mấy cây. Mày hai cây nè. Đúng rồi. Cây này nó quá, sao nó ngắt luôn. Ngắp ngang cành. Ngắp ngang cành nó bỏ luôn vậy. Không gỡ được, có ai làm á thì mày không có mặt nào khác đâu. Không có ai làm không? Đi đi đó, bỏ kiếm cho nó đẩy nó giùm đi. Xe em cái bể ngay cái nắp bình xăng trên nắp nó chảy rằng kiếm sữa sữa mà nhỏ chá nó mới chả chạy thử nó chảy rằng ai kìa con ai về kìa con này chứ tới con tôi sao con tôi đạp xe đạp cái gì hả nắp giờ sướng đi xe máy đi học gần đây qua đây hết rồi đi chừa chừa lại nhưng mà thấy nó làm biến không biến cái bỏ rồi rất dễ sung sướng là phải theo dõi nó để em thôi trời ơi tệ nạn xã hội tùm lum cho em chán thiệt con mày chạy xe có bị trong giờ có bị la không lành con ngủ ngoài chứ đâu dính chỗ con ta tất kêu nó chạy nó không chạy là không cô la sợ nó sợ cắt nha gãy mẹ luôn rồi các bạn gãy em chấm coi phạt 5 triệu dứt luôn nhánh nào khó quá cắt ngay luôn nè chị giờ chị nhánh nào mà quán được cắt luôn á nó cũng mập nhánh khác nè đen đen mấy cái chậu ợn nè mà lạnh ơi tết liên hệ mua bông cúc của bông nhãn thọ chồng lạnh ơi để vô chậu rồi cho bẻ bông nữa coi tết khỏi mua tạm thời thôi chứ chị để lâu cũng mục chứ trời ơi còn mấy cây còn độc lạ dữ hơn nữa à, năm ngoái ông trồng được 3 chục chậu vạn thọ mua cây giống cây 2000 rồi thì đâu mua đâu cho mấy anh em khác bên người 2 chậu để rồi ủa mình rút kinh nghiệm mấy ổng uống xong cái mất rồi mình mượn ổng tháo luôn thì nãy anh Đảo mới nói rồi đó nó thi xong kêu nó tháo kìa ê thằng đó nó chơi ngang luôn rồi kìa là mới nãy mấy anh quấn sao mấy anh biết cái đường mối mình nói lý do để tôi kiểm tra là nhánh có gãy hoặc là có ăn chị mà nhớ mối nhánh vô đó chứ kìa này còn sống chút xíu chứ à bà lấy cái trên đi chị luôn hay sao? Nè, nó còn sống bị chút xíu trời ơi, em cũng sợ lắm. Đúng rồi, anh Toàn nói chừng 2 cây nữa thôi. Xe. Nó còn xe nữa, cho người ta sợ, người ta mới ngồi ta làm nữa. Nó còn 2-3 cây cái làm lây ai à? Yeah. Xe tên nổ tôi đó. Còn một cua. Còn một cua. Còn một cua nữa đi. Nó nổi tôi kỹ phải không? Không, đóng như chì luôn. Xe nha, xe luôn nổi tôi đó. Chì này mua ký hay sao? Một vua nữa. Gỡ 8 năm chưa xong cây nữa. Con hỏi tôi nói rồi, ăn cái nào ăn đi. Ăn đi, người nhường lên, mỗi lần nó xuống ăn đi. Bỏ chua là đậm. Rồi nãy giờ biết chị thích kem mồng gà chứ cha? Chưa, kể đi. Chị biết rồi hả? Chưa. Nó là về mà chưa hiểu rồi hả? Chưa. Trời ơi, nó hay đó bà, cái thằng chó nó hít vô cái khung khổ rồi bệnh đó nha.
Rồi còn 3 xe nữa mới hết nha. Cho ngay còn 3 xe nữa đó. Xe là ông nội gì? Chị nói gì? Thì đó, hồi nãy chị nói gì mà? Giống như ông ngoại em tin gầm thiệt mà. Anh nói trời gầm kìa ông ngoại em. Rồi cậu hai á, cậu hai đặt tên chết. Sấm chết gầm. Đặt tên ai biết được. Là người lớn. Ôi sao anh lấy cây mà anh nắm đầu không anh? Anh nắm đầu nhỏ không anh? Trời ơi, giấy mà nó cũng nghe được nó chạy sao? Đói. Ông mở đó, ông mở đi. Hạch xanh. Đó, mày cảm ơn ba anh mày đi. Cây hạch xanh nó vậy nãy nó còn một giờ ra ba rồi. Mở tiếp đó. Mở tiếp. Con ăn đi. Ăn bánh mì đi ta. Cho xuống. Biết nghe cái gì không bảo? Cái này á. Ừ. Cái kẻ. Cái kẻ là cái gì? Cái tên gì? Cái tầm. Cái tàu chứ. Hết cái tàu, hết cái tầm. Con thì chấm ngon ăn ổ mì đi. Ủa anh lấy lửa lan nữa trời, cất lửa lan, cất lửa lan anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Gom ba cái dây nhôm lại đi. Dây gom đóng lại nữa chút chưa bao. Gom hai ba đi, để bỏ bán cái gì luôn. Bán cái gì mà bán. Tay nó giúp xíu. Em đi mua lẩu bò nha anh. Gì? Giỡn, không ăn sao mà á. Được không? Đi mua dưới thịt heo quay nữa. Dưới mua heo quay. Ủa sao nó bò nữa hả? Trời. Vậy heo quay nữa. Dưới bún. Vậy là năm tấc, năm tấc hay gì ta, thước đủ không anh? Đủ vòng ra tới cổng ra xíu. Thiếu rồi. Thiếu gì? Vòng ra tới cổng luôn mà. Đâu đủ chậu. Dòng mưa tới đây luôn.